Nói còn chung qua thì cũng bố cũng biết là trình độ của những cái anh chàng ở Việt Nam mà mình ở bên Mỹ này gọi thường thường gọi là IT ở Việt Nam gọi là FPT nó làm trong của Việt Nam, mà bố biết là ở Mỹ này nó thuê mướn ở Việt Nam mình rất là nhiều những cái software, những cái phần mềm cài đặt vào máy tính là thường thường là ở viết FPT hay cộng tác với lại cái Microsoft Mỹ. Và những anh chàng kỹ sư ở Việt Nam mình mà kỹ sư phần mềm hoặc là vi tính, nói chung là cách vi tính là rất là giỏi, thẳng là rất là giỏi, thẳng là vậy, rất là giỏi. Rồi những cái software mà viết về chương trình lập trình của cái Mỹ mà ứng dụng vào những computer Việt Nam mình rất là tham gia rất là đông. Rồi thành ra tôi nói về cái mặt coi như là xã hội bên Mỹ này rất người tài, nó thẳng là cũng có những người làm ở thung lũng hoa vàng đã khác như là như cái gì đó này gì đó mày chỗ mà chuyên môn làm Silicon second với này, nhưng mà thực tất ra thì ít lắm, người Việt ít lắm. Trong khi đó ở Việt Nam mình là Mỹ nó đâu có dạy, nó đang thuê mướn ở Việt Nam mình là coi như là những thành phần là ưu tú của Việt Nam mình là thậm chí là tao còn nghe đồn có một cái thằng mà chuyên môn đột nhập vô những cái hiếu PC gọi là hiếu PC bị ở tù bên Mỹ Hacker. mà đủ Hacker. bị giờ đúng rồi bây giờ nó Việt Nam nó cũng làm cho Việt Nam luôn đồ khổ dữ dằn lắm, Việt Nam bây giờ dữ dằn lắm chứ không có đơn giản đâu khổ. Nhưng mà mấy cái ông nội bên này lúc nào cũng tự đại cái so sánh làm Mỹ thằng Việt Nam làm sao bằng Mỹ này kia, nhưng mà nó làm chết gì được. Tôi ta mới coi một cái clip video của một anh chàng Việt Nam mình kỹ sư Việt Nam mình mà không học được lớp mẹ gì chứ chỉ là làm một cái máy rồi phun thuốc trừ sâu cho lúa luôn nghề luôn rồi hết sảy luôn rồi. Còn tự động cài phần mềm rồi nữa tự động rồi lập trình rồi tự động mai lên rồi tự động từ nào hết cháy rồi dùng nào luôn rồi thậm chí còn phân loại là biết là được lúa xanh lúa chín lúa vàng như thế đó là cái đầu óc của người Việt Nam mình. Tại vì tôi nói cho mày nghe ngày xưa cái trong thời buổi chiến tranh hoặc là những cái thời đó nhiễu nhương cái người Việt Nam mình nó không có ổn định, nó không cái đầu óc không có lo có mẹ gì lo, toàn lo chạy trốn không à, không có phát huynh được. Tới bây giờ mà thấy rõ ràng có nhiều anh nông dân, còn có một anh nông dân chuyên môn cháy máy bay trực thăng mới là ghê chứ đồ quá đồ quá, mà làm nhiều cái chuyện rất là quái đản mà đồ thấy thế giới giật mình luôn á đồ quá. Cái chuyện đó có thật mà chuyện lên báo mà đồ làm trực thăng rồi xong rồi kia rồi phải kêu rồi quân khu 7 rồi kiểm nghiệm rất là ghê đồ. Rất là hay. Cái chủ đề này thì mình không cần nói nhiều là bởi vì nói như vậy thôi chứ thực tế là những cái lĩnh vực đó mà bố không rành lắm, nhưng mà Có câu hỏi hôm này nè, nay có câu hỏi này con muốn hỏi bố nè. rồi hỏi đi Bố hiện tại là bố đang ở Mỹ được bao nhiêu năm rồi? chị rồi sao nữa mới hôm qua Thì bố trả lời đi, bố qua Mỹ bố sinh sống được bao nhiêu năm rồi? mới hôm qua mới chụp M tạm mới hôm hôm qua qua hả? mới hôm qua Mới hôm qua, em vậy câu hỏi bố nè, từ ngày bố sinh sống ở nước Mỹ á, có ai mời bố đi ăn sinh nhật ngày 30/4 chưa? không có ai mời tao đi với sinh nhật mà tự động nhà tao đã có mời là trong gia đình tao có một đứa cháu, tao nói rồi tao có một đứa cháu nọ cháu ngoại rất là dễ thương bà nó đẻ nhầm cái ngày 30/4 thì mới thì đây là bữa nay là mẹ mẹ nó là chủ nhà này nè mẹ chủ cái chủ nhà giải nhà hàng này nè má là cháu nội cháu ngoại tao đó là để nằm ngày 30/4 và hôm nay nó tổ chức sinh nhật của bố nó của nó nhưng mà tao thì tao không có đi tao tao chỉ gửi lời thôi ông ngoại chúng cho con Rồi cái vấn đề thôi rồi rồi ngoài trường hợp đó ra đó, ngoài trường hợp của cháu của bố ra đó, thì bạn bè hay là ở đâu đó hay là bố đã từng thấy là cộng đồng bên đó là có ai tổ chức sinh nhật vào ngày 30/4 chưa? chưa tao chưa thấy Hiếm à, càng hiếm. hiếm chứ hiếm là Của hiếm. cũng hiếm tao là thuộc cái dạng hiếm mà rồi mà hiếm là quý rồi hiếm quý đủ nó quái đản. Ở đây có một người một cháu cháu ngoại tao ở bên Việt Nam cũng có cháu ngoại tao cũng là bữa nay là bên đó cũng là làm hết cái vấn đề cho nó cũng là cháu ngoại nữa rồi quá rồi ngộ vậy cũng đợi tao dính tới ngày 30/4 đó là một cái điều không biết mình nói sao một điều kỳ diệu ha rồi Tại vì bố biết sao con hỏi câu đó không? Tại vì nãy giờ sao anh em bên đang thắc mắc á, đang thắc mắc á là đối với những cái gọi là các anh cờ vàng bên kia đó,
thì luôn có ngày 30/4 là một cái ngày gì đó đúng không? Thì Đúng đó rồi, thì hiện ở tại đó hiện nay. câu hỏi đặt ra liệu vậy, liệu những người ở trong hội nhóm của các anh hay những người theo cái phe của các anh, lỡ ai đó sinh trong ngày 30/4 thì sao? Rồi có tổ chức sinh nhật hay không, hay có làm sinh nhật một cách vui vẻ trong ngày 30/4 hay không? Bởi vì đối với những người kia là ngày 30/4 là họ buồn, họ gầu, thậm chí họ ra đường họ khóc, họ 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 thế này thế nọ đúng không? Mà bây giờ Ừ, lỡ mà ai mà mời anh sinh nhật ngày 30/4 thì sao? cái vấn đề đó, cái ngày 30/4 bố đã nói 1.000 lần rồi, chứ không phải mới nói đây. Đó là những con người, đó là những con chim lạc bầy, mà hiểu tôi nói, có nghĩa là ở đây ta nói rất ư là cụ thể, rất có chứng nhân lịch sử, có tài liệu, có đầy đủ, chứ nó không phải nói suông. Ý bố nói rất là nhiều lần rồi. Cái ngày mà 30/4 bố coi là ngày lịch sử trọng đại của đất nước, bởi vì sao mà tao dùng cái chữ độc lập, bởi vì cái ngày lễ 2 tháng 9 của Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cái chuyện đó tao không nói, nhưng mà Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thời điểm đó hai miền đã bắt chưa sum họp, mày phải hiểu cái điều đó. Tao Sao xung cố họp tình rồi, xung họp rồi chú, xung họp rồi. không 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 sợ nữa, ở Việt Nam còn Pháp đô hộ còn thuộc địa mà cái Đâu, gì mày chia đâu. chia gì hai năm, mày nghĩ sao vậy? Năm năm 45 đọc tuyên À, ngôn năm độc bốn lập. mươi Nhưng mà nó khổ tuyên cái ngôn là độc nó cả chưa nước, cả tuyên ngôn nước, độc nhưng lập mà cả nói cái nước, miệng đó ra là thôi, cả đâu có, quốc gia mà cả Việt Nam mà bố. nhưng Do mà nó không có được vậy, đâu có được thì vậy do mấy ông đâu. trong này, Họ thì mấy ông bởi chọc vậy ngoáy, mấy ông nó kiếm không, chuyện, nó không có hoàn chỉnh, nó không có hoàn chỉnh. Ta nói là không hoàn chưa chỉnh, hoàn hiểu tôi chỉnh. nói chưa hoàn chỉnh, chỉ có lời nói tuyên ngôn độc lập mà thôi. Mà đến cái ngày 30/4 mới là hoàn chỉnh, có nghĩa là Nam Bắc một nhà đúng nghĩa. Thì ai nói gì nói, tao cứ cho là cái ngày 30/4 là ngày độc lập đó. Còn cái chuyện của đó là cá nhân của tao, và tao cũng đã từng nói trên cái live cuối nào, nếu bán cái quả địa cầu này mà mua lại cái ngày 30/4, tao tao không bán. Nói một cách hôm nay như vậy là bởi vì cái điều đó nó thiêng liêng vô cùng. Tao coi cái trọng cái ngày 30/4 hơn là ngày 29, mặc dù cái ngày 29 là Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, nhưng mà ngày 30 mới thật sự là độc lập, là bởi vì hai miền Nam Bắc. Nếu mà nó Bác Hồ mà nói 2 tháng 9 là độc lập thì cái lời tuyên ngôn của Bác Hồ thì đúng, ok, nhưng mà đất nước vẫn còn chiến tranh kéo dài tới mấy chục năm sau lận, đúng không? Từ đó thì tao cho là vậy, thì đó là cá nhân của tao. Còn bất cứ của tao ôm cái bầu cái ngày 30/4 là tao coi ngày đề ngày độc lập thôi, rồi còn ai phản bác ai là kệ họ, bởi vì chính cái ngày đó là cái ngày vừa khai sinh ra một cái đất nước mà hầu như là vừa hai miền Nam Bắc sum họp một nhà, không còn bom rơi đạn lạc nữa. Tao nói hoài cái điều đó mà. Rồi ở bên này nó có nhiều cái chuyện nó buồn cười đó, bởi vì hôm qua nay tao coi ở Việt Nam thì hầu như là cờ hoa tất cả những cái nơi đường phố thì vắng tanh. Tao mới hỏi tụi nó, ôi sao đường phố vắng tanh vậy? À, nó không có, nó đâu có đi lang thang ngoài đường đâu, nó đi tập trung mấy cái khu vui chơi, mấy cái nơi lễ hội, những cái khu du lịch ở kia, chứ còn đường xá Sài Gòn vắng que à. Hỏi sao vắng vậy? Nó đi mẹ nó hết rồi, nó đi vô mấy khu đi vui chơi hết rồi. Thì đó, cờ hoa cờ xí tất cả những cái nơi tập trung về nơi vui chơi giải trí rất là đông. Ở Đà Nẵng bắn pháo hoa làm tùm lum tà la trên trời rất là, thì ở đây nó cũng có một số người coi như là lạc lạc lõng, vẫn coi cái ngày này là ngày quốc hận con mẹ gì, tao đã nói mày rồi, quốc hận con khỉ khô gì, quốc hận trời đủ mà. Ai Người làm gì chiến hận, ai làm ai gì làm đâu gì mà, hận. đúng rồi, ai làm gì hận. Mà nếu mà mình nói một người dân mình nói á, mình một người dân bình thường mình chẳng có chức sắc chẳng có quyền hạn gì mình nói thì cái câu nói mình vô nghĩa. Ở đây đủ má là cựu tổng thống Việt Nam, là cựu lãnh đạo của miền Nam đã từng tuyên bố nói rồi, tao đã nói hàng trăm ngàn lần rồi mà nó cũng không chịu. Mà không lẽ tao đi ra, không lẽ tao giúp đợi mốt tao thu vô cái cassette hoặc là tôi thu vô cái MP3, cái mỗi lần tôi mới nói xong rồi tao bật cái đó lên cho tao nghe, bật lên cho tao nghe. Ông Nguyễn Văn Thiệu đã nói rõ ràng, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói rõ ràng, nếu mà tôi có đi lấy số vàng đó đi ra nước ngoài thì đất nước Việt Nam cũng được, cũng đòi lại, là bởi vì đất nước Việt Nam được Liên Hiệp Quốc công nhận là một quốc gia. Còn Nguyễn Cao Kỳ thì nói sao, trời ơi có mất cho Tây cho Tàu gì đâu mà đồ phục quốc. Đồ, ông nói cả ngàn lần mà video vẫn còn đó, lịch sử vẫn còn chứng minh đó. Không, nó cứ hận là hận, sao kệ mẹ, muốn hận hận kệ này, mày muốn lật mày muốn mày ngon mày về mày đập đi, mày về tới nhà rồi nội dân nó quýnh phù bỏ cái mỏ thô ra gì luôn, răng rụng luôn. Rồi rồi, thêm thêm câu hỏi thứ hai. Nãy có một người họ có một khách mời hỏi
Theo có ai biết là cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó là một năm có được bao nhiêu ngày lễ, và những ngày lễ đó người dân nghỉ cho có được nghỉ lễ hay không, và nghỉ có được trọn vẹn hay không như bây giờ hay không? Là bố biết Không bao không? giờ trọng bố biết cái, nhưng mà không có điều ra tao là người lính cho nên tao đâu có ngày lễ, lính mà đâu có ngày lễ đâu, chỉ có Tết thôi. Tết thì rõ ràng thì Tết đôi lúc ngừng bắn rồi thì hai bên gần thì cũng nghỉ lễ, nhưng mà thực tế trong tư thế chuẩn bị nó một cách khác là không có ngày lễ. Có những mày hiểu tôi nói, bởi trong thời kỳ chiến tranh thì làm sao mà lễ được, bởi vì thường thường tao nói vậy, ở đâu đó thì quân đội cũng sẵn sàng, thí dụ là vậy, thì coi như là người lính là không bao giờ có ngày lễ cả. Và trong thời kỳ chiến tranh thì làm gì có cái chuyện mà trọn vẹn được, không làm sao mà có trọn vẹn mà để ngồi vui chơi rồi thả cửa rồi, không làm gì có cái chuyện đó. Mày phải hiểu là đang trong thời kỳ chiến tranh mà đất nước nào cũng vậy thôi, không riêng ở Việt Nam thì không bao giờ có ngày lễ. Nãy mình có hỏi. Không có ngày lễ, có ngày lễ nhưng mà không trọn vẹn. Chẳng như là ngày lễ cái gì, ngày lễ nó cách lớn là ngày lễ mà Việt Nam mình một thế coi là ngày lễ trọng, ngày lễ lớn là ngày lễ Giáng sinh, ví dụ vậy. Mày thấy rõ ràng không, năm 1972 Giáng sinh của Việt Nam mình là cái gì không, là B-52 trút bom xuống ngoài Hà Nội, lễ gì mày thấy rõ ràng không? Cái đó là một minh chứng lịch sử. Ngay ngày lễ Giáng sinh thì nước Mỹ đã đưa quân đưa DB-52 và dội bom ở đất, xóa sạch cái chỗ phố Khâm Thiên, mà thấy không, biết bao nhiêu người chết đó. Lễ lễ gì đâu có lễ, bảo vệ trong thời kỳ chứ là không có lễ. Có mang tiếng danh mang lễ rồi ngày Chúa ra đời, Chúa Giáng sinh ít tờ ít nói chung rồi ngày lễ Phật đản thì cũng có, nhưng mà hồi họp chết mẹ luôn. Ủa má vừa đi mà vừa chạy, ủa tao hỏi mày đúng không, không coi như là không có một ngày lễ nào trọn vẹn. Ngày lễ Phật đản, ngày nói chung là có nhưng mà không bao giờ có một cái gì trọn vẹn cả. Ta minh chứng cho bạn một cái điều đó, lịch sử nó chứng minh rồi đó. Đó là cái ngày lễ Giáng sinh năm 1972, miền Bắc đã chịu cảnh bom rơi B-52 dội bom đó. Thành ra bây giờ Ok. được những bạn, ngay tại thời điểm bây giờ ngày lễ của Việt Nam mình trọng đại mà tất cả mọi người dân đều vui chơi tổ chức ăn uống hò hát karaoke, tao thấy cái thằng tự nhiên đi với mấy cái xe túi ra tao cười quá, đồ quá nó giái rồi đổ một điện kìa, đồ quá nhức đầu quá, đồ quá thấy Chung không. gây gì không? Chung gây kiến gì không chung? Dạ thì nghe bố Cầm chia sẻ thì cũng hiểu được, con hiểu được một phần cái giai đoạn đó. Thì lúc nãy con có chia sẻ là theo qua cá nhân con nghĩ thì cái giai đoạn đó đang trong giai đoạn chiến tranh, thì kể cả những ngày lễ thì cũng chắc chắn nó không thể bằng bây giờ được. Không làm sao bằng Cái cái thứ nữa hai, cái thứ hai nữa là nó nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, của Sài Gòn ngày đó đó, thì là chủ kinh yếu tế là phụ thuộc vào, phụ thuộc, một thì trăm làm phần gì mà trăm làm sao bằng bây giờ được, đúng không bác Cầm? một đúng rồi 100% bị lệ thuộc về viện trợ của nước ngoài. Làm gì ta nói, ta Phượng đã từng nói rồi, trong thời gian đó người miền Nam từ bộ từ cái vĩ tuyến 17 cho đến tuốt dưới Cà Mau không làm ra được một hột gạo. Đúng rồi, gạo phải nhập khẩu. Đồ gạo Mỹ, gạo Thái Lan chết mẹ, gạo hột dài, gạo hột tròn, đồ tùm lum ta, gạo sấy, gạo gì tùm ta, hiếm hoi đó mới được gạo tươi để mà ăn. Thẳng là vậy. Thì làm gì có cái chuyện mà vui chơi, giải trí, thoải mái bây giờ được chuyện tào lao. Đó là lừa dối lịch sử. Tào lao, hạnh phúc ở đâu? Mẹ. Trong khi đó mà đó mà là hạnh phúc cái gì? Mày thấy rõ ràng không? Mà nó thảm sát là Mỹ Lai đó, hạnh phúc cái gì? Rồi đủ mà, rồi nhiều nơi lắm chứ không phải là riêng người Mỹ Lai đâu, nhiều gì chỗ lắm, nhưng mà cái điều đó mình đơn cử một ví dụ để cho bạn thấy rồi, người dân không có vui chơi đi đâu cũng thấp thỏm, lính trai tráng thì đều sẽ bắt quân dịch, đàn bà con gái đi ra ngoài đường mà lặng vặn thì mà còn có chuyện nữa, ví dụ vậy. Đây địa điểm thì đầy trời đủ mà, lính Mỹ thì đi lộn ngộn lỉnh kỉnh đầy đường đầy phố, đa số người ta bởi vì cái đó là mình phải nói một cái điều, có một cái like tôi đã nói về người phụ cái nỗi mà buồn mà cái giống như là nó là cái tác nhân mà gây hại vậy, là nó là cái hình ảnh người phụ nữ trong thời chiến rất là rất thương, mình không trách, ở đây mình không trách, nhưng mà bản thân họ đã làm vậy để mà họ tồn tại.
ở vùng quê, tất cả những cái nơi mà khi mà bom đạn rải dày thì người dân ở đó họ không làm được gì cả, họ đâu dám ra ruộng hộ để mà cày cấy. Có nghĩa là ở những cái vùng mà gọi là quân tạc tự do, quân tạc tự do là nó bắn xối xả xuống, ông có đội ai dám ra ruộng. Có nhiều người ra ruộng đã bị chết rồi, người ta đi cấy thì cày cũng bị chết rồi, thì làm gì có cái chuyện mà có lúa để mà ăn. Vì không có làm được sản xuất, không làm được ca hụt gạo, cho nên những cái gia đình ở dưới quê, những cái nơi mà khỉ ho cò gái như là Long Xuyên, Cà Mau, Rạch Giá, đại khái miền dưới Hồ Tây đó, lại lỗn gỗn bò về những cái nơi đô thị để đi kiếm sống. Nhưng mà đàn bà sức yếu thì làm gì có cái chuyện mà đi, có cái chuyện gì phải ép mình làm gái bán hoa để mà phục vụ chính, để có tiền. Cái điều đó là cái, gì, cái nỗi khổ mà cái nỗi nhục của người của người phụ nữ Việt Nam mình. Sung sướng gì đâu, đúng không? Ta cũng đã từng nói đó là bất hạnh. Họ không muốn làm điều đó đâu, dù hoàn cảnh bắt buộc phải làm điều đó để mà tồn tại. Thì bởi vì sinh tồn. Sinh tồn thôi, cái điều đó mà rất là thương điều đó. Đó là tiếng nhất rồi, rồi tệ nạn đầy dẫy cướp ốc xì ke ma túy đồ ghê gớm chết mẹ luôn. Đồ mà ngày xưa là một cái, nói một cách khác á, là ở Sài Gòn ngày xưa đó, là ở nơi đâu cũng có động, đây là cái bằng động điếm á, hầu như là đủ bánh, không phải là một chỗ đâu. Mà mình có những cái địa danh mà tới bây giờ tụi con chắc là không biết, nhưng mà ngày xưa biết đã bao chú ý là đủ bệnh viện Cộng Hòa rồi đủ mấy cây da, nói chung là nghe tên là cái sở da gà ở đó, nó không phải là một nhà hai nhà mà nó là hàng, nó coi như là cả hàng một khu, một xóm luôn, khu luôn, một xóm luôn. Tân Cảng nè, đó, rồi đó. Khu Ba Ta nè, đó, đó rồi kho 18 nè, đó, có rồi đó. Đấy. Là những cái hình thành quốc xã hội ngày xưa nó phản ảnh, các con đã biết rồi đó, thấy chưa? Sống cháy, trời ơi, nó khủng khiếp lắm, mà đủ mấy lúc nào tụi nó cũng vinh quang, ô ngày xưa tốt lắm, ngày xưa đủ mà khổ lắm quá. Mà người ta thứ đó, bởi người ta nói nó đẻ ngược mà, rồi cho nên ra rượu mới nó họ xuyên tạc hay là xuyên tạc đó, khổ. Dạ bố ơi, bố cho con hỏi xíu. Dạ con hỏi. Thì cũng 30 tháng 4 thì thứ nhất là bố trước là cũng phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, sau đó thì bố sang Mỹ sống, thì hiện nay nó cũng có liên quan một chút. Đó là cái thành phần mà chống đối nhà nước á, Nguyễn Văn Đài. Thì mới đây là cái thành phần này nó đăng một cái status, nó cho rằng là nếu như mà nó nói là cái vấn đề mà Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine đó, thì nếu như mà Việt Nam trở thành đồng minh của Mỹ và NATO EU thì Việt Nam sẽ nhận được cả 100 tỷ USD để xây dựng đất nước và quốc phòng. Nhưng chế độ và chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam là cản trở duy nhất để Việt Nam trở thành đồng minh của Mỹ và NATO. Thì bố và hắn cho rằng là nhân dân Việt Nam muốn nhanh chóng giàu có, sung sướng và hạnh phúc thì cần phải làm cách mạng xóa bỏ độc tài Cộng sản ở Việt Nam. Thì theo bố là bố đã từng là một người phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày đó, và hiện nay ở Mỹ, thì bố suy nghĩ gì về cái giọng điệu của cái thành phần Nguyễn Văn Đài này, thì bố chia sẻ cho bọn con có thể hiểu bố, một chút. Để bố nói cái điều này cho con hiểu là cái điều là mọi ai cho thằng Nguyễn Văn Đài á, thì từ xưa tới bây giờ, từ cái đám ta biết nó về để coi như nó chống phá Việt Nam bằng cách là xe VinFast rồi, nó dựng ra những cái hiện trường giả ở xe, nó bị đụng accident, bị bốc cháy này kia, thì nó cứ nói chung là thằng này là coi như là tào lao rồi, mình muốn nói. Và cái đó mình chỉ nói một cách cụ thể như vậy nè, ai cái người Việt Nam và nhà nước Việt Nam mình hiểu rõ cái bản chất của người Mỹ rồi, nó không cần, mình không cần phải nói lại, nó nói những câu đó mình phải dùng cái từ sao ta, một cái thứ ngu si dốt nát nó mới được dùng cái từ mà. Thì bởi vì ai mà đụng tới, có một câu rất hay, làm kẻ thù của thằng Mỹ thì đã khổ, mà làm kết bạn với thằng Mỹ thì càng khổ hơn. Nhà nước mình, Việt Nam mình đủ khôn ngoan để làm được cái điều đó, chúng ta không cần những cái điều đó.